Chuyến xe này chở 27 tấn dưa hấu của bà con Quảng Ngãi vừa đến Hà Nội vào chiều hôm nay. Các bạn sinh viên tình nguyện vừa mới tổ chức bán, tức là chưa hết 2 ngày đã bán được hơn 10 tấn dưa. Cái hoạt động bán dưa tình nguyện của bọn em thì hiện diễn ra thì cũng khá là thuận lợi. Hiện nay thì mặc dù bọn em mới triển khai từ hôm qua nhưng mà cái lượng dưa bán thì được bà con rất là ủng hộ. Còn đây, một điểm bán dưa hấu giải cứu khác cũng tấp nập người mua. Theo quan sát, chỉ trong vòng 20 phút, hàng trăm kg dưa hấu đã được tiêu thụ. Đáng nói là nhiều người cho biết họ mua không chỉ vì mục đích ủng hộ người trồng dưa mà vì còn có nhu cầu thực sự. Thấy giá cả thì cũng khá là rẻ. Với cả mua cũng một phần là có nhu cầu và ủng hộ luôn mà lại yên tâm từ sao cũng là hàng Việt Nam. Dù không có con số định lượng cụ thể, nhưng qua khảo sát một số điểm bán dưa hấu cả trong và ngoài siêu thị cho thấy, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này không hề nhỏ. Các chuyên gia thương mại đánh giá, việc lặp đi lặp lại tình trạng giải cứu dưa hấu không hẳn do thừa nguồn cung và cũng chưa có con số nào đo đếm lượng cung cầu để biết mức thừa như thế nào. Câu chuyện ở đây là sản xuất tốt nhưng bán hàng chưa tốt. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, việc thiếu những tổ chức, những doanh nghiệp làm nhiệm vụ cung ứng hàng hóa đã được đặt ra từ 5 đến 10 năm nay nhưng chưa được giải quyết hiệu quả. Cái này là một cái khiếm khuyết của Bộ Công Thương, rồi cả Bộ Sản xuất, kể cả Bộ Nông nghiệp. Anh phải có chính sách rõ ràng, đặt được cái mối liên hệ rất là khăng khít giữa sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Đặt được cái mối liên hệ này thì không lo cái chuyện là thừa thiếu nữa. Tình trạng giải cứu đã xảy ra nhiều lần và không chỉ với dưa hấu mà mới đây nhất là củ cải, su hào, trước đó là hành tím. Nếu chỉ trông chờ vào những biện pháp ngắn hạn này thì không biết sẽ còn những mặt hàng nào lại trông chờ vào sự cứu trợ của người dân cả nước mỗi khi thị trường có biến động.